tiên là xin chào đằng trai và đằng gái rất xinh đẹp trong ngày hôm nay ạ. Xin chào tất cả mọi người, chào anh Huy. Wow. Bác thật à? Người bác. À, sau đây em xin nói giọng miền Nam. Chết chưa? Này nhá, không chơi cái kiểu mà dở trò đấy đó. Ngày buồn rơi rượi là ngày mà anh xa tôi. Đôi hoa cho ai mà rồi người đâu không tới. Sao anh không một lời dặn trước với tôi người ơi. Em biết ngay luôn rồi. Đang ngâm ngùi về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đụng về thì sai mà lòng người như chia hai. Không ai khô lạnh lại, đành cứ thế đi miệt mài. Quen quá đã. Giọng rất quen. Because I'm too lonely, lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng. Chỉ riêng em thôi. Đến đôi khi em muốn tâm sự cùng người lạ. Một người không biết gì về đôi ta. Không kêu lên sao em ngốc quá. Sao còn yêu cô ta. Không quên em nên quên ai gắn hận điều gì. Vì em đôi khi chỉ cần một người ở bên lặng nghe. Em nói lần đầu tiên mà tôi phải nói là tôi mất tự tin luôn á. Tại vì cái người này á hát rất là hay nha, rất là tình cảm, xử lý bài tốt. Bạn hát như là bạn nói luôn, chứ bạn không có cố gắng để mà ngân theo cái nốt nhạc. Đó là cái cách hát mà gần đây tôi thấy là quốc tế người ta thường xử lý như vậy. Chắc chắn bạn này phải nằm ở cái khu genius, phải là cái người ở cái tư duy trẻ mới hát như vậy. Cái thứ hai là cái voice bạn này rất là đẹp. Nó có thái độ của R&B rất là nhiều. Hồi nãy bạn cất lên vài câu đầu, cái âm sắc bạn rất giống Vũ Cát Tường. Nhưng tôi nghe tới giữa bài tôi thấy không còn nữa. Bạn hát khác Tường nhiều quá. Tự nhiên trong đầu tôi lú lên. Một là Orange, hai là Sophia, và người thứ ba nữa là một cái người mà có lẽ bạn còn trẻ nhưng mà cái cách bạn chọn nhạc hơi nghệ thuật chút xíu, cho nên bạn chưa gần công chúng lắm. Nhưng mà tôi biết bạn mà bạn hát rất hay, đó là bạn Vũ Thảo My. Bạn hát live cực kỳ tốt luôn. Tôi đang khoanh vùng ba cái người đó, còn ngoài ra thì tôi chưa có thêm dữ liệu. Khi mà em nghe những cái câu đầu á thì em nghĩ tới một cái tên của một cái bạn được khán giả trẻ bắt đầu yêu thích trong thời gian gần đây, đó là bạn Hà Nhi. Nhưng mà sau đó nghe kỹ lại thì cái màu giọng bạn này quá đẹp. Cái cách ngân nghỉ ngắt nó rất là US UK luôn. Và khi mà em bắt đầu sắp xếp lại các dữ kiện trong cái clip VT hiện tượng gây thất vọng rồi lang thang miền núi này nọ, thì em đã có trong mình một cái tên rồi. Nhưng em được quyền giữ bí mật cái tên này được không? Chưa chắc đã là cái sự lựa chọn của Tiên là đúng nha. Cứ thoải mái. Cái option của em là bạn Vũ Thảo My. Thảo My. Ê, vậy là giống anh luôn hả? À. Lời đầu tiên là xin chào đằng trai và đằng gái rất xinh đẹp trong ngày hôm nay ạ. Xin chào tất cả mọi người, chào anh Huy. Wow. Bác thật à? Người bác. À, sau đây em xin nói giọng miền Nam. Chết chưa? Này nhá, không chơi cái kiểu mà dở trò đấy đó. Số phận của em á là em không có ăn thịt chuột. Em là em ăn đồ sống. Mà đồ sống á là phải tươi, phải ngon. Là thích ăn sushi. Ê. Dạ đúng rồi, chị Tiên hiểu em. Mèo. Ê, mèo. Ý, nếu như mà nhân vật em nghĩ đúng thì phải nói tiếng Anh rất là hay. Do you English? I cannot speak English. ไม่ค่อย ทะลามนะคะ But my attitude is very awesome. Nè, cái giọng mà không biết nói tiếng Anh á là mấy cái từ như attitude hay là awesome
không phải là sử dụng nhiều nha. Đúng đúng, cái này là giỏi á. Rồi, chúng tôi đã đủ dữ kiện cho Miêu Quý Tộc rồi. Chốt tên, tóc tiền. Hà Nhi. Hà Nhi, anh Trấn Thành là ai ạ? Orange. Orange. Chị Minh Hằng. Dương Hoàng Yến. Dương Hoàng Yến. Bích Phương một cú lừa. Chốt. The Masked Singer Việt Nam. Xem sớm nhất trên Vion thứ 7 hàng tuần.